Ôi, xin chào cả nhà đến với kênh YouTube Lâm Đồng nha. Hôm nay giới thiệu đến mọi người một lô đất thích hợp làm trang trại ha. Lô đất rất là rộng, 3,7 hecta, sổ sách rõ ràng. Có 600 mét vuông đất ở, nằm tại Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Đất thì nằm trong một khu dân cư. Hướng này mình đi về trường mầm non thì tầm khoảng 200m là có trường mầm non Tân Mai ha. Còn đi về phía bên đây cách khoảng chừng 300m á, là có trường tiểu học Sình Môn ha. Đi về hướng này có một khu dân cư khá là đông dân, thì hàng quán thì mình có thể mua sắm ở đó. Còn nếu mình đi ra đường nhựa chính 725 á, là tầm khoảng 3km, đi về thành phố Bảo Lộc á, là 49km nhé cả nhà. Đất có mặt tiền đường bê tông này là 110m, sau vào trong đến khoảng là 330m ha. Ui chà, cây ổi nó chín quá trời trái luôn. Ranh của thửa đất từ cái cây ổi này đi vào từ cây ổi này đi tới cây mít bên kia. Trên đất thì có trồng rất rất nhiều loại cây luôn nha cả nhà. Có dâu nè, có mắc ca đã cho thu chín rồi nha. Mắc ca này khoảng 10 năm tuổi rồi. Có cóc nè, ổi, bơ, có cây câu, có cà phê. Nói chung là rất là nhiều loại cây. Vườn này thì anh chị mua về là mình có thể chăm sóc và tiếp tục thu lợi rồi, không cần phải trồng lại từ đầu ha. Thế đất thì nằm trên một ngọn đồi, có nhà này rộng khoảng tầm 100m2 nè, có sân đổ xi măng kế bên, có nhà kho, có nhà vệ sinh ở ngoài và nhà vệ sinh trong đó. Anh chị thấy là mắc ca lớn hết rồi, dân cư xung quanh. Và phía đối diện là có một cái view đồi núi rất là đẹp luôn. Để em phóng to cho mọi người xem ha. Đó, thế đất nằm trên cao có thể nhìn bao quát khung cảnh xung quanh nè. Đường điện lớn, đó, ở đây có một gần cái trụ sóng, cách trụ sóng khoảng chừng 200m nên không lo yếu sóng ha. 3G, 4G chơi hết. Ở khu vực Lâm Đồng này thì mạng di động, mạng Viettel là chiếm ưu thế ha. Ở đây dùng sóng đó sẽ mạnh hơn Mobi với Vinaphone. Đó, ranh của thửa đất là tới cái cây mít này thôi. Có rào lưới hết rồi, rất là mát mẻ ha. Bây giờ là tầm khoảng 3:30 chiều. Trời mấy này cứ như thế này nè mọi người, không thấy ánh mặt trời luôn kìa. Ở Sài Gòn hôm nào ông trời buồn, buồn lắm thì mây mù một chút, còn ở đây là buồn hoài luôn. Buồn thì sáng tới giờ không thấy được ánh mặt trời luôn. Trời này mà ai thất tình là về đây là y bài luôn. Lô đất này có giá là 350 triệu một sào. Thì nguyên lô 3H7 này có giá là 12 tỷ 950 triệu nha cả nhà. Coi như gần 13 tỷ đi. Đất có 600 mét vuông đất thổ cư rồi. View trước thửa đất đây thoáng ha. Bây giờ em sẽ đi vào cái khuôn viên của thửa đất bên trong ha. Ở giữa khu đất thì có một con đường này
rộng khoảng tầm 5 mét, để dẫn vào khuôn viên bên trong. Nhà thì xây nằm giữa khuôn viên thửa đất ha. Diện tích nhà và sân rơi vào tầm khoảng 1.000 mét vuông đó, đúng kiểu một nông trang luôn ha. Hai bên trồng câu, ở đây có cây lộc vừng nè, bơ, cóc nè, mắc ca đã chín vụ. Này là cho bắt đầu cho hoa và cho trái hết rồi. Mắc ca khô ở đây bây giờ đang thu hoạch giá tầm khoảng 140.000 một ký khô nha cả nhà. Bán thì ở đây người ta sẽ thu mua tại vườn, bán tươi hoặc khô tùy ý. Đây là cái phần diện tích nhà trên đất ha. Sân thì ta lót gạch gạch tàu nè. Nhà thì kiểu ô văn cũ hồi xưa, còn 100 mét vuông ha. Trước này có một khoảng sân người ta trồng hoa màu, có xả với thanh long sẵn rồi, có môn nữa nè. Đó, đất thì cao hơn mặt đường tầm khoảng 1.5 mét. Ở đây có bố trí một cái van xả nước. Bơ vườn mùa này về là chắc bỏ, không thu. Bơ bút ha. Xung quanh vườn là có rào lưới lại hết rồi. Bơ không quá trời trái luôn nè. Lâu rồi mới thấy lại người ta trồng cái này nè. Chỉ nhớ giờ này chán ghê. Nhìn cái gì không thể nào mà nhớ lại bật ra liền giống như hồi xưa nữa. Phải ngồi nghỉ cả hồi mới nhớ được anh chị. Anh chị nào bị Covid có bị giống em không? Xưa đụng đâu nhớ đó, giờ nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược cuối cùng cũng quên. Có chanh nè. À nhớ rồi, đậu rồng. Ôi nguyên cây quá trời đậu rồng luôn nè. Chanh. Ở đây nếu mà anh chị nào có đủ tài chính làm một cái nông trang ở đây thì quá là tuyệt vời rồi. Có nhà cửa, có thổ cư, có vườn. Đường thì xe lớn nè, xe tải chạy nè. Quá tuyệt vời luôn. Vào bên trong nhà. Chị ơi cho em vào nhà em quay cái nha. Dạ. Dạ. Có hai toilet bên kia nè mọi người. Đó. Phía trong nhà thì ở dưới là nền xi măng ha, còn ở trên là có nền gạch nè. Bây giờ người ta đang ủ tầm chuẩn bị nuôi nè cả nhà. Đó. Mọi người chưa biết về cách nuôi tầm, người ta ủ như thế này xong rồi mới cho lá cho nó ăn nó lớn. Đó, nhà này khung thì cứng, về sửa chữa lại. Hai phòng ngủ nha, toilet ở trong, bếp ở trong. Chuẩn bị nuôi tầm hả chị? Xung quanh nhà là rào hết rồi ha. Đó. Nhà kho này chứa gì ở trong hả chị? Gì à? Thôi được rồi. Trống thôi, cái gì đâu.
xoài này nó bị sâu đục, mấy giống bây giờ dễ bị sâu đục chết lắm. Cà phê này là cà phê ghép nha cả nhà, cái giống này cho trái rất là nhiều. Vườn chăm đẹp ghê, mít nè, này có sầu riêng. Sầu riêng này mới trồng nè. Mắc ca này thì người ta trồng hàng cách hàng tầm khoảng coi tầm khoảng 7 mét ha. Vườn này rộng lắm. Mấy cái vườn này mình có thể kêu công vô cắt cỏ cũng được, khỏi phun thuốc cũng được. Để vậy nó lại tốt hơn. Quýt nè. Quýt 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 quýt. Sáng giờ đi khô cả cổ luôn. Mít này chắc mít Thái. Lá nhìn giống mít Thái nè. Mít này cỡ này là cho thu rồi nha cả nhà. Cho thu bói rồi nè. Này trồng chắc khoảng năm thứ 2, năm thứ 3 rồi. Ôi cái vườn nhìn thẳng tắp à. Khá là đẹp. Bơ. Để chút nữa em hỏi doanh thu của cái vườn này, em nghĩ khá là nhiều giống mít đâu. Nếu một cái vườn mà đang cho thu chín như thế này, cà phê đẹp như thế này, có mắc ca này kia nữa, có câu nữa, thu khá lắm đấy. Tính tiền trăm chứ không ít đâu. Cái quýt mùa này á nha cả nhà, lạc lắm, lạc nhất à, không có giống như cái mùa nắng, nắng ngọt, nó sâu, cái vườn nó sâu gì đâu mà, nó sâu 300 mấy mét mà, tới cái hàng cầu ở dưới á. Cái cà phê này mà tới mùa hả, mà ly lẫy chồi hả, hai người lẫy chết luôn đấy. Thế đất từ khúc này là nó sẽ lài xuống nha cả nhà, lài nó về với phía cuối đất. Cà phê tốt chưa? Ở phía cuối đất thì nó có hai cái hồ nữa, hai cái hồ. Tức là phía bên kia là có cái đường nữa, thì dân cư người ta ở xung quanh hết rồi. Không biết anh chị thế nào chứ em mà em đi mua đất mà thấy dân cư ở phía sau đất là thấy ấm lắm. Cũng có sợ ma chút chút ha. Ôi cái vườn rộng quá. Đó, xuống dưới này á là còn một cái vườn dâu bên này á. Vườn dâu này để cho nuôi tầm hồi nãy mọi người thấy nè. Đó, có cái hồ bên kia, cái hồ bên này có cá luôn nè. Có cái hàng câu bên này, câu này là trồng, là trồng bán chứ không ăn gì nổi trời, chuyên canh luôn đó. Máy này thì bơm nước tưới lên cà phê vào mùa nắng. Với cái loại đất này thì mùa nắng tưới khoảng vài đợt thôi nha cả nhà, chứ không giống như những cái vùng vùng khác đâu. Đất ở đây nó giữ nước cho nên mùa nắng thông thường á thì mình tưới khoảng chừng 3 đến 4 đợt. Ở vùng này tưới 3 4 đợt, không tưới nhiều. Đất này là nó giữ nước rất là tốt luôn.
gốc cà phê này lâu năm rồi. Mấy gốc này phải trên 10, 12, 13 năm rồi. Đất này phù hợp với anh chị nào muốn làm một nông trang ha. Nông trang theo cái kiểu mà mình chưa rành, chưa có nhiều kinh nghiệm trồng trọt á. Mấy khu vực như thế này lớn, thà nó nhỏ không nói, lớn phải lớn luôn như thế này. Anh chị thuê người về làm thì nó hợp lý. Chứ mà còn cỡ 5-6 sào thuê người nó hơi phí ha. Trên 1 hectare này thì mình thuê người làm đều vụ được rồi. Trời ơi, miếng đất gì mà nó dài, chắc chết. Mắc ca bên này thì mới trồng nè. Tính ra 140 một ký khô cũng khá, hàng chi người ta bu nhau người ta trồng. Cà phê nếu thu tại vườn bán ra nhân thì khoảng 50-60. Ok, thì em thông tin lại lô đất để mọi người nắm nha. Đất có tổng diện tích 3,7 hết, gồm nhiều sổ ha. Đất có 600 mét vuông đất thổ cư. Trên đất thì có rất là nhiều loại cây ăn trái ha. Mít, bơ, mắc ca, sầu riêng, thanh long, ổi, có cau, có cà phê, có chanh. Đó. Bề ngang mặt đường là 110 m. Sau vào trong 330 m có hai cái hồ nước ở sau. Có một căn nhà, khuôn viên xây dựng căn nhà khoảng 1000 m², có rào kính xung quanh, có kho nông cụ. Giá cho lô này là 350 triệu một sào, tương đương với khoảng gần 13 tỷ ha. Thì anh chị nào quan tâm có thể liên hệ em số điện thoại 0902 85422. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.